Xin chào các bạn, ngày hôm nay Giáp lại quay cho các bạn xem một cái lô đất nằm trên cái tỉnh lộ 665. Đây, cái chợ tạm thì cách cái lô đất này độ khoảng 40m đấy các bạn. Và cái lô đất này cách ủy ban độ khoảng 200m. Thì cái lô đất ngay đằng sau mình đây, lô đất đây là 10m 30 phân, chỗ sâu nhất là 46m. Và đằng sau nở hậu là 11m 60 nhá, có sổ 200m thổ cư nhá các bạn. Và đi nuôi cái chỗ máy cày đang đi dưới kia là một cái cây xăng họ đang làm. Thì bây giờ mình sẽ quay ra đầu này để cho các bạn xem. Cụ thể là miếng đất nằm ở đây các bạn ạ. Bên này nó có một cái đường 4m, miếng này là hai mặt tiền nha các bạn. Đây miếng đất ở trong đây. Thì cái chỗ cái máy cày đang đi kia là một cây xăng, mình đi bộ xuống nhá. Rất là gần thôi các bạn ạ. Đây. Miếng đất thì chỗ cái cành điều, lá cành điều kia. Và có thể đi bộ xuống đây. Khu này là khu trung tâm các bạn ạ. Rất trung tâm, ngay dưới kia là một cái ngã tư. Thì mình đi bộ một tẹo là đến đây là cái cây xăng này các bạn này. Miếng đất này thì rất tiện lợi cho cái việc kinh doanh quán ăn hoặc là các nhà hàng, nhà nghỉ, cái gì cũng được các bạn ạ. Rất là thuận tiện. Nó là trung tâm ở đây, là một cái khu vực, đây là cây xăng. Họ cũng đang xây dựng đây rồi, họ đang xây tường, xây bao tường. Đây có một cái đường này. Họ đang xây bao tường để chuẩn bị làm cây xăng. Và cái miếng đất thì nó ngay cái chỗ bóng bóng đây. Đây mình lại đi ngược lên này, ngay cái chỗ cái cột điện đây các bạn ạ. Đây, miếng đất ở ngay chỗ cái cột điện này. Đấy. Thì nó cách cây xăng tầm 30m. Và cách chợ thì tầm 40m. Cách ủy ban 200m. Rất thuận tiện để xây các nhà hàng, quán ăn, nhà nghỉ. Mặt đường thì mặt đường tỉnh lộ. Đây các bạn. Và cách trường học cấp 1, cấp 2 là được khoảng 200m. Nói chung là trường học cấp 1 thì nó đối diện với cả ủy ban xã rồi. Còn cấp 2 thì ngay đằng sau ủy ban. Chợ thì ngay trên kia. Đây mình đứng đây mình có thể zoom lại chợ này, khu vực này là quán cà phê này. Đây chợ. Đây khu vực chợ tạm ngay trên kia đây các bạn, thấy chỗ đông đông người nên là chợ nhá. Đấy từ chợ mà đi xuống đây. Đây qua mấy lô thôi, qua mấy nhà thôi. Đấy. Đến đây. Đã đến cái lô đất đây rồi. Thì từ cái khu vực đất đây cách một nhà này, hai nhà, ba nhà, bốn nhà, năm sáu nhà gì đó là đến chợ rồi. Đấy, 5-6 nhà gì đến là đến cái chợ tạm ở trên kia. Thì các bạn muốn biết chính xác cụ thể thì các bạn cứ gọi điện theo số điện thoại mình đã để ở trên để biết chính xác nhé. Đây lô đất thì bên đây. Lô đất bên đây các bạn ạ. Từ cái cột này. Đây là qua cái cột bên đây. Và chỗ này nó có một cái đường đường 4m. Ăn vào lô 2 bên sau kia. Đây là một cái quán ăn sáng. Trên kia thì là một quán cà phê. Trên kia là chợ, đường tỉnh lộ. Rất là đẹp luôn. Rất thuận tiện để kinh doanh buôn bán. Cách cây xăng có 30m thôi. Đường đẹp. Từ đây lên ủy ban tầm 200m. Thì trước của ủy ban là cái trường học cấp 1, đằng sau ủy ban là cái trường học cấp 2. Nhưng đất rất đắc địa. Từ đây đi xuống chỗ đoạn ngay dưới kia, đây cái cột điện đấy, các bạn thấy cái cột điện đấy là cây xăng rồi, 30m thôi. Rồi chào các bạn nhé.